phải cầm cuốc điều hành đất nước. Chỗ này cũng là ta nói là nguyên giếng nguyên khí, cũng những cái khí đang còn sống đã được phóng tước cao rồi, mà còn khí chết khí mất đã được vua các cái triều đại vua Lê sau này vẫn được phóng tước cao. Ví dụ như vua Lê Thánh Tông là phóng thái sư Kim Quốc Công là thượng đẳng phúc thần, đến thời sau này nó còn phóng đến thượng thượng đẳng tôn thần, cái bậc cao nhất không có cái bậc nào là cao hơn nữa. Rồi đến thời nhà Nguyễn, thì bắt đầu là cũng rất là ngưỡng mộ cái vai trò của Nguyễn Chí, con cháu của Nguyễn Chí giúp nhà Nguyễn lên làm vua cũng nhờ con cháu nhà Nguyễn, đặc biệt là các chú cứ tìm hiểu nếu về là Phó Tướng Đắc, một vị vua là một vị là quan rất là giỏi về võ, giúp như vậy là nhà Nguyễn lên làm vua. Cho nên sau này ông đối xử rất là tốt, có nhiều sắc phong như thời đó tác phong cho cái sắc phong của cái nhà thờ Hồ Nguyễn ở đây và rất là trọng Hồ Nguyễn. Cho nên là cuối cùng ở trong riêng ở trong cung đình Huế thì bây giờ là người ta đang còn có một cái thờ của cụ Nguyễn Chí ở cái miếu lịch đại đế vương ở trong cung đình Huế, cung bên trái ngang hàng các cái vua các thời đại. Cho nên thời Nguyễn người ta cũng là phong như thế. Còn đến thời đại sau này thì nhà thờ ngài như vậy là được công nhận di tích văn hóa quốc gia từ năm 1991, rồi hiện nay thì cũng còn làm quốc gia đặc biệt là năm sáu gì đó hoặc năm nữa thì nó vẫn còn có những cái để mà làm. Ở đây thì đây là phần như vậy là nhà thờ, còn đây là phần là mộ của ngài. Quê hương của ngài thì xuất thân từ ở Hà Tĩnh, tức là ông của ngài đó, ông nguồn ngài là Nguyễn Hợp, từ là Pháp Đăng, ông này là theo Phật, ông quê là Cương Giáng đi xuống Hà Tĩnh vào khoảng đến thế kỷ 14. Thì như vậy là ở đây ông thấy cái cảnh ở đây nó hữu tình đẹp, rất linh thiêng. Nên ông để đây cứ nghiệp ở đây và truyền cho dân làng đấy có cái nghề nung muối. Tại sao lại có cửa lò? Cái thời trước ở đấy là rừng núi đá, khi nữa thì đường xá phải như bây giờ, chỉ đi đi thẳng cái mướp xuống suối vì đi ngoài biển đấy thôi. Cho nên ông về đấy ông mới truyền cho cái nghề như vậy, đắp những cái lò tô rồi lấy gáng đấy đổ thành những cái chảo như thế này, đổ nước biển vào rồi nó đun đun như nước suối nó bay hết nước, cái cuối cùng nên anh trở lại cái muối. Thì dân buôn bán rồi chài lưới rồi các nơi họ đi ra bên nào thỉnh thoảng họ phải nhìn vào trong cái súng cầm đá đấy, gọi là súng cầm, nó cứ để mà có những cái lò muối cái đỏ đỏ nữa, đến họ cứ quên đến đó cái lò thành như người hành quyến cái cả lò, cả lò cũng họ thì lò ở đấy đền thờ Nguyễn Chí đấy, đền ngoài thờ ba vị thánh tổ đại vương, tức là thờ bố mẹ ngài này rồi anh trai ngài này rồi là ngài và quốc phu nhân tức là vợ ngài, thì có các thờ thêm mộ. Và chú thấy ngay cái đầu vào thấy mộ cái đồng hồ đó, đồng hồ này cũng vậy, là cái chuyện như đền chùa đã muốn đắp hồ đắp thứ tự đâu, cũng hồ này nó có liên quan đến như vậy cái dòng họ này. Chứ nên ngoài thờ ba vị thánh tổ đại vương ra thì nhà thờ cũng hồ ông hồ coi cũng là táng cái thi hài của cụ Nguyễn Hồi, tức là bố ngài vào cái điểm của trời đấy. Cho nên ta mới nói là nhờ có ngôi mộ thiên táng này mà dòng họ Nguyễn Đình phát đạt, có thời vẻ vang nhất nước, chỉ sáu dòng họ vua. Ngày trước người ta đã nói như thế rồi, cho nên bây giờ người ta thờ thì ông hồ. Ông hồ này là năm 1400 thì cụ bố của ngài bị bắt một ông hồ về nuôi. Ông hồ càng lớn lên càng thân thiện một con người và giáo việc thì ông cũng làm hết. Ở nhà là ông đi buôn bán ở vùng Lương Giang Thiệu Hóa tỉnh Thanh Hóa, thì ở nhà ông giao cho canh các cái lò muối đánh các cái đòn cào. Có một lần ông về ông nói bị thử cái cho ông nó có trúng thành không, nên là ông cải trang lên người khác, ông lẻn vào thì ông hồ ông có tiền được, ông tưởng kẻ trộm, ông vô chết. Vô chết sau lật mặt lên mà biết là vô nhầm thân phụ của mình rồi, người với mình rồi, ông mới cộng ra cái đồng lầm ở ngoài đó, thì mồ đó ông tàng đấy. Để mà dân làng người ta thấy ông về ông đi tìm thì bây giờ đã phát hiện là tìm đưa lên ghi núi quan thông đấy, đó ông hộ ông đưa về đó, đã như thế hai ba lần cuối cùng người ta vẫn đưa lại chỗ ông hộ. Đến đó gọi là cái điểm của là cái nguyện của thiên đàng thời đại, cho nên người ta thờ thì ông hộ.
còn liên quan đến tiền như vậy là lên một lên lãi mãi lên lời, thì anh cũng có nhiều cái tiền, người ta cũng có người ta nói là ông đi lãi cũng lời là anh em, nhưng cũng phải nó cùng trong dòng họ thôi mà một tiếng cũng lên lời thì Ông người lại họ là người dân tộc Mường. thì người ta nói nữa đó. Nhưng mà thì cái năm 1419 á là khi mà ông là đóng giả ông lên lời bị giết á, thì sau này đến năm 28 khi mà lên lời lên hoàng đế mà năm 433 của ông mất á, thì ông đi đi chiếu dài ông dặn thế này: trước khi ta chết dù ta thì là phải dụ lên lại trước. Và ngày chết ngày 22 tháng 8 1433, tức là tháng 8 nên là dụ ngày rồi này, thì như vậy là theo cái chỉ của ông đó, thì như vậy thì dân làng mà dùng họ là người ta hâm mộ là người ta dụ lên lại trước, vì ông lên lại để chịu chết để như vậy cho nên là sống với nhà vua, cho nên để mà đáp lại cái công ơn cũng lên lại là ông lên lại chết ngày nào là phải ông lên lại, phải dù ông lên lại, ông lên lại trước ngày đó là ông chết 22 tháng 8, thì ông 21 là phải dù ông lên lại, ông lên lại trước, cho nên mình tại sao mình có cái đoạn 21 lại là mãi lên lại là cái Họ nhà ông Nguyễn Xí thì liên quan gì số Nguyễn với cả triều đình nhà Nguyễn, cũng là ngày xưa thì họ nhà Nguyễn Phúc Ánh ấy, cũng bao giờ cũng họ Nguyễn mà cũng là công thần nhà Lê, có liên quan gì bỏ tay xuống. Cái này là cái con cháu của ông Nguyễn Chí này này, và đặc biệt là phó tướng Nguyễn Đình Đắc này này là một tướng giỏi của Nguyễn Ánh, giúp ông Nguyễn Ánh để mà diệt cái nhà Tây Sơn ký nơi này, Tây Sơn ký nơi đại cái nó là ông Nguyễn mất rồi, ký nơi cùng là biến chất rồi, ký nó tình nguyện nó phân tán nhá. Nghiệp công toàn. Thì ông này là giúp ông này nó là ta nói là đi tìm gia chủ ông Nguyễn Tấn Đắc này, ông muốn tìm gia chủ để khôi phục cái nhà Lê thôi, khôi phục nhà Lê, cho nên khi mà Nguyễn Ánh lên ngôi cái á là ông cũng bỏ Nguyễn Ánh luôn, giúp Nguyễn Ánh lên được vua, lên giải phóng nắm một quyền. Nhưng mà khi mà ông Nguyễn Ánh lên làm vua thì là ông là bỏ luôn. Ông nói nếu như vậy là mình đi đi tìm minh chủ để mà cùng thì nhân đế này không được may, để ông minh chủ này ông liền có cái là ông thành lập cái gì hậu nguyện là sau này. Cho nên sau này ông về về cái mới 55 tuổi, nhưng về ông cả ông về thì như về chưa được 1 năm sau thì triều đình nhà Nguyễn này đều ông vào, đều vào thì ông bị chết, có lẽ sau một vì ông quá tài, cho nên sợ ông để cho ông này còn tài thì khó khăn, cháu này sợ như thế hình như quốc ông trưa ông bị đau bụng ông chết, chết sau là vua nhà Nguyễn vẫn là bán cho về đưa tí ai về đấy, làm lắng làm mồ đấy, thấy ở đấy hợp đấy, cái lắng mồ của ông thấy từng thời nữa chứ giờ đấy vẫn còn cũng quanh là rất là đẹp, nhỏ thôi nhưng mà cũng đẹp, những cái mồ có hình một cái lá sen úp lên trên để tưởng nhớ công lao của Ông ông phục Nguyễn Đình Đắc. Nguyễn Đình Đắc ngày xưa giúp Nguyễn Ánh lên ngôi, sau đây sau đó nó bỏ. Bỏ bởi vì ông đi tìm minh chủ để tìm một người ra để mà vực dậy cái nhà Lê, Ông Nguyễn Đình Đắc bây giờ là ở đâu Nguyễn Đình Đắc. Nguyễn Đình Đắc ở đấy cùng con cháu hậu duệ của ông chỉ đấy, bác? Dạ. đứng ở cái mồ ngoài ngoài mồ, có mồ đó đằng di tích nha, cùng là di tích có nên là có cấp tỉnh. Nha, tí nữa ta đi. Dạ. Để cháu cảm ơn bác nha. Bác tên là chi bác ơi? Huệ Bác Nguyễn Đình Huệ, Nguyễn Đình Huệ, phó ban văn hóa của dòng họ, Phó ban văn hóa của dòng họ Nguyễn Đình. công lao của ngài thì lớn, Dạ. ngài cũng dừng như vậy là phụng sự nhận đi Ở đây cái vùng này thì còn có nhiều con cháu và nó đông. đúng, con cháu của ngài đấy là hàng chục triệu nó cả Bắc Nam, có ngài 16 người con, 24 người con mà gồm 16 người con trai và 8 người con gái, thì 16 người con trai Cái thì cái ngài vùng này dầm chết thôi. nó được đứa Ở thứ vùng này khoảng bao nhiêu người họ Nguyễn Đình bác?
Ở đấy có khoảng bao nhiêu người? Quanh đây thôi. Quanh quanh đấy thì hầu như là 70%, 80% là dân người đây hết. Là khoảng bao nhiêu nghìn người ạ? Giờ nghìn thì không ai nữa, vạn cũng phải nghìn nữa. Vạn nữa. Không vạn nữa, không vạn nữa, còn cả nước mấy triệu chứ mà. Xung quanh đây là hàng vạn người. Hàng vạn người ở đấy là ngài đang còn như vậy đó, là năm 1446 đó, ký giặc chiếm thành xâm phạm lãnh thổ Việt Nam, ngài về lấy khối nguyên tích, lấy khối hiện nay được cái công nhận ở dưới nữa mà, này thờ của ngài lấy khối dưới này, nguyên tích thì đưa quân vào dẹp cái bọn chiếm thành, bắt được cả chùa, chiếm là bí cái là dù hàng, các chế hiệp, chế lấn, chế đá, sau là tù hương binh là ngài đưa về đây, ngài đưa về vùng Nghi Hương, Nghi Phú rồi là Nghi Trường đây để như vậy là cải tạo trở thành công dân của nước Đại Việt này. Cho nên bây giờ Hùng Nguyên chế chỉ họ chế chứ đâu là con cháu Hùng Nguyên Bình đấy cả. Đây là người tù binh bắt được. Tù binh bắt được kể cả Giật Minh đưa về đây.